Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 344 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Thịnh Thế Bi Ca. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. tập trước thì sau khi đám người Diệp Phàm trao đổi đủ cái máu huyết để tiến vào cái cổ lộ thần thoại xong thì cũng đi hết mấy tháng trời gần cả năm trời không gặp ai hết toàn gặp cổ thú đánh nhau thôi. Thì lúc này đám người Diệp Phàm đã gặp được những chí tôn trẻ tuổi khác cũng tiến vào trong này mà đang đánh nhau với một đám cổ thú cường đại luôn. Thì lúc này cái phía mà bốn à, vị lan quân kim xà gì đó thì đang chiến đấu với một cái con hắc hổ cao ba ngàn trượng cùng với một con dao lông màu xám cao một trượng nó là vương của tha cấp đại thánh đó rất là mạnh nhưng mà bốn vị lan quân kim xà cũng thực sự là rất nghịch thiên bốn con kim xà nhanh như điện hóa thành tia chớp màu vàng rời khỏi nơi đây xuất hiện tại khoảng không phía xa khí thức khủng bố của đại thánh tuyệt thế cũng không thể trấn trụ được bọn họ bọn họ dùng đuôi lấn chấm đất thân thể màu vàng to bằng cái thùng nước tràn ngập cảm giác cường đại giống như bốn cây thần thương màu vàng đứng thẳng tắp nhìn chầm chầm vào hôi dao, từng con đều có ánh mắt lạnh lẽo. Tam Lan Quân màu vàng sắc mặt lạnh lùng, nói Sao giờ dao của con hệ thân mật, chẳng lẽ thật sự muốn làm khó chúng ta hay sao? Trong cổ vực mà ta thống trị, giết con dân của ta không thể không nghiêm trị được. Hồi dao nói, lần này nó tự mình ra tay, vươn ra một cái móng vuốt màu xám, lập tức bao phủ thiên địa, che lấp càng khung. Là chú thích nha, Hôi dao, hôi là màu xám hoặc là màu khói. Tiếp tục Phiến tinh không này đều rung chuyển Giống như có một con chân lông hàng lâm Một cái xoay người cũng có thể hủy diệt cả vũ trụ Bốn vị lan quân của kim xà tộc vẫn rất cường thế Mặc dù gặp phải đại thánh Nhưng cũng không muốn cúi đầu Muốn cứng rắn va chạm Dùng lực đánh một hồi Đủ để thấy bọn họ đáng sợ tới mức nào Bốn thân rắn màu vàng tỏa ra hào quang rực rỡ Trên đầu bọn họ xuất hiện một gốc trận đồ phong cách cổ xưa nhưng mang theo một cổ khí tức nguy hiểm sau đó tất cả đều buông xuống từng đợt hỗn động khí trận đồ chuyển động chấn động bốn phương tám hướng hỗn động khí hạ xuống này đã thủ hộ bọn họ vào trong ngay cả giao trảo của đại thánh cũng không thể đột phá vào được kết quả này khiến cho chư hùng đều sợ hãi bất kể là cổ thú trong thần thoại săn bắn khu hay là các thí luyện giả ai cũng đều khiếp sợ bốn vị lang quân kim xà tộc làm việc ương ngạnh thiết huyết giết chóc quả nhiên có vốn để tự phụ dám khiêu chiến với đại thánh đổi thành người khác thì ai dám làm như vậy hồi giao còn đang ở độ tuổi khí thịnh tiến vào lĩnh vực đại thánh chưa được bao nhiêu năm nhưng cũng không phải thánh vương có thể so sánh được có địa vị thống trị tuyệt đối nhưng mà giờ phút này cũng không thể giết được bốn con kim xà này phiến tinh không này chấn động đa số cổ thú đều lộ ra vẻ khó tin Hát hổ dài ba ngàn trượng rít gào, dường như thừa hưởng sự phẫn nộ của chủ nhân lao nhanh về phía trước. Trời rung đất chuyển, hát vụ ngập trời. Trong mắt hồi giàu của từng tia sáng bắn ra, hóa thành từng sợi dây nhỏ, sắc bén tuyệt thế. Giống như từng luồng kiếm quang, chém ngang trời tới đối phương. Nó nhảy ra khỏi đầu hổ, chân thương hạ xuống, trấn áp bốn con kim xà này. Trên đầu bốn lăng quân kim xà, bốn góc trận đồ trung chuyển khí tức càng tăng lên hơn nữa phía sau còn phát ra các luồng sáng rực rỡ giống như vạn luồng sát khí bắn ra vô số bóng dáng cổ thần đó là một con đằng xà bọn họ triển khai ra phản kích quyết đấu với đại thánh khí thịnh đây là một loại ngẫu khí đáng sợ e rằng gặp phải cổ thú vương bọn họ cũng không lùi bước bốn góc trận đồ hợp nhất hiện ra một con đằng xà phát ra ánh sáng vạn trượng xé rách tinh không rất nhiều cổ thú và thiếu luyện giả gặp phải tai ương bị dư chấn ép thành bùng máu. Hồi giàu không thể tấn công vào được, hơn nữa còn gặp phải đại phiền toái. Đằng xa trận đồ hợp nhất đang không ngừng quét ra các luồng tiên quang, tạo thành uy hiếp cho gã. Mọi người đều hiểu được, trận đồ này không phải là nhỏ, tất nhiên là bí bảo quán thế rất khó lượng, có đại uy lực, có khả năng tranh phùng với đại thánh khiến đối thủ phải tránh lui. Bốn lăng quân kim xà quá cường thế, hợp thành một thể để tấn công, bốn con kim xà dung hợp vào trận đồ lưu chuyển hỗn độn khí trong thời gian ngắn đại thánh cũng không bắt được chúng liều mạng huyết chiến bốn con rắn này thực sự rất mạnh đó hơn nữa cái trận đồ kia khiến cho hội giao mới vào đại thánh chưa bao lâu cũng phải uh, cố hết sức nữa thắng bại khó lường trước được đó. bàn bác lộ ra vẻ ngưng trọng đúng lúc này một bên chiến trường khác cũng xảy ra biến hóa kinh người địa thi đại chiến huyền quy càng ngày càng kịch liệt trên người bắn ra vài luồng máu màu đen, miệng vết thương rất sâu. Huyền quy cực kỳ cường đại, cảnh giới cao hơn gã, hơn nữa có thiên phú thần thông. Bác quái độ trên quy sát kia là tâm huyết cả đời của nó, lấp lánh trong suốt bắn ra các luồng sáng, có thể định cạn khung phá vạn vực. Địa thi há miệng phun ra một cái chuông nhỏ màu đen từ từ vang lên, toàn thân đen nhánh, tán ra một loại khí thức khiếp người, giống như đồ chôn cùng cả vạn người chết được đào ra. Loại âm thanh này thực sự là rất đáng sợ, chấn động lao thẳng tới linh hồn của con người, khiến cho hồn phách ly thể, thần thức chi hỏa chuẩn bị tắt, thân thể trở thành cái xác không hồn. Thứ này quả thực chính là một cái chuông tăng. Huyền quy chấn động, bị đánh tới mức trở tay không kịp. Nguyên thượng ngay tại chỗ xuất khiếu đây là bị chấn cho văng ra, bác quái thượng quan tạm thời trở nên ảm đạm. Cái chuông màu đen biến lớn, cao trên vạn trượng, bao phủ trong vũ trụ hư không, chấn ra từng đợt sóng âm đáng sợ, trực tiếp mở ra cánh cửa địa ngục. Huyền Quy hét thảm một tiếng, nguyên thần bị sóng âm của tiếng chuông đánh nát, chỉ còn lưu lại một khối thân thể bị địa thi thu đi, luyện hóa vào trong một cái cổ khí. Tình huống chuyển biến tháng bại phân ra, khiến cho mọi người ngẩn ra, sau đó đều lộ ra hàng ý, đây là cái loại pháp khí cỡ nào chứ? Địa thi có thân thể kim cương bất hoại, còn cầm trong tay chuông cổ chuyên giết nguyên thần của người khác, khiến cho các chí tôn trẻ tuổi đều vô cùng kiên kỵ đột nhiên giết chết khiến cho ai cũng phải kinh sợ. Cái chuồng này rất không tầm thường, giết chết hồn phách của con người là đại trang chi chung từ xưa đến nay. Di Phạm trầm giọng nói, cảm giác đây là kết quả của một pháp khí Phật môn bị ma hóa. Địa thi, nếu là đệ tử của A Di Đà Phật, pháp khí này không chừng năm đó đã từng được khí tức của A Di Đà -đạ Phật đại đế tẩm bổ, ngày nay hoàn toàn hóa Phật thành ma, rất khó nói nó khủng bố tới mức nào. Xa xa tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thần tộc Sơn Lam cũng mở ra một đường máu, thân thể phát ra hào quang vô cùng tận, xông ra phía trước, đánh đầu thắng đó không ai cản nổi. Nhưng càng lúc đó có càng nhiều cổ thú lao tới. Trong đó có cường giả thiên vương cấp, cũng chính là tồn tại cấp bậc thánh vương đỉnh phong. Nơi này trở nên đại loạn, máu tươi văng khắp nơi, hỗn chiến cực kỳ thảm thiết. Tổng cộng có 11, 12 vị chí tôn trẻ tuổi bị nhốt tại đây, tất cả đều đang đẫm máu giao chiến, Mãi cho tới lúc này, mỗi người mới nhìn rõ thực lực chân chính của bọn họ. Mỗi người đều vô cùng khủng bố, ai cũng đều có con bài chưa lực cực kỳ cường đại. Con cự xà to như ngọn núi kia rốt cuộc cũng hướng về phía bạn bác ra tay, hơn nữa còn muốn cuốn cả lông mã vào. Nơi đây bắt đầu xảy ra cuộc giao chiến rung trời. Diệp hàm cũng bị vây công, có rất nhiều cổ thú xuất hiện. Bốn con lông xa, sáu con đại mãn, tám con cổ dao, tất cả đều có thể chấn nhiếp một tinh vực chỉ huy đại quân cổ thú đông nghịch lao tới tấn công. Hơn nữa còn có thêm nhiều thái cổ dị chủng xuất hiện muốn huyết tẩy nơi đây. Chúng đến từ đâu? Tại sao lại sống được trong vũ trụ cô quạnh? Đây là nghi vấn chung của tất cả mọi người. Nơi này có tên là Thần Thoại Cổ Săn Khu, là do ai mệnh danh? Đế tôn của thiên đình cổ hay là chư thần? Chẳng lẽ nơi này thực sự là khu săn bắn của các chí cường giả thời đại thần thoại hay sao? Đột nhiên một luồng thần âm từ trên cao truyền đến, từng luôn gợn sống màu vàng lan ra, không ngừng khuếch tán. Rất nhiều cổ thú thấy như vậy, lập tức giống như thủy triều rút đi, phi thường nhanh chóng. Thần thoại bỉ ngạn! Mọi người nghe được cổ thú tê rống. Tinh không im lặng lại, âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên. Phía trước có một tòa đạo đài, lưu lại rất nhiều dấu vết loang lỗ. Đây là cổ thai từ thời đại thần thoại, chính là nó đang phát ra tiếng thần âm này. Đây là một tòa thần đan dùng để truyền bá tin tức. Thường tộc thiên nữ Sơn Lam cẩn thận quan sát, nhận ra lai lịch của nó, liền nói ra công dụng của nó. Không có gì để trì hoãn, mọi người đuổi theo. Đại quân cổ thú chìm sâu vào vực môn, bắt đầu vượt qua, vô cùng vội vàng rời đi, vẫn còn có không ít dị thú đi lẻ. Đáng tiếc, chúng có cấp bậc không đủ, chỉ biết thần thoại bỉ ngạn cần được triều bái. Đó là nơi gần với thần linh, không thể mô tả chính xác được, không biết quá khứ của nó. Chỉ có những người có đại thần thông mới có thể tới gần được các cổ thú bình thường thì đều chỉ có thể đứng phía xa mà nhìn. Các chí tôn trẻ tuổi đuổi theo, từng người đều vượt qua hư không, xuất hiện trong một phiến tinh không khác, rất nhanh đi tới gần một cái vùng cổ địa. Nơi đó có một dải đá ngầm, xếp hàng trong hư không. Đa số cổ thú lao về phía trước, nhưng cuối cùng lại đều dừng lại. Chỉ có thống lĩnh, quân chủ cường đại nhất thì mới có thể tới gần. Vào lúc này, bốn lăng quân kim xà, thùng thiên thú, địa thi, thần tộc, thánh linh đều đã tới đây, bọn họ đồng thời chấn động bởi vì đã cảm nhận được một loại khí thức tuyệt thế khủng bố. Nơi này giống như là giải đá ngầm trong chư thần cấm kỵ hải. Đứng tại đây có thể nghe được thanh âm đại đạo vô cùng thần bí, có các loại tiên huy chiếu xuống. Các thống lĩnh thần mãn, lông sa, cổ dao đều xuất hiện, nhìn lên giải đá ngầm, nhìn chăm chăm vào thân thoại bỉ ngạn, trong mắt tràn ngập khát vọng và chờ mông. Đột nhiên một thân ảnh mờ ảo hiện lên, xuất hiện trên giải đá ngầm có thể nói đó là hóa thân của đại đạo, trứng áp trời xanh, gã rất mơ hồ căn bản không thấy rõ hình dáng. Theo gã xuất hiện thiên địa ầm vang, chư đạo cộng minh, một vài cổ dược từ trong hư không xuất hiện, rơi xuống đám cổ thú đông đúc kia. Từ đâu tới vậy? Mọi người đều không thấy rõ, cảm thấy giống như là sinh ra từ hư không vậy. Mà ngay vào lúc này, từng chiếc lá trong suốt bay xuống, tràn ngập một loại khí tức sinh mệnh kinh người, giống như một hải dương thần lực đây là lá của sinh mệnh cổ thụ đồng tử diệp phàm coi rút lại thương ảnh mơ hồ trên cái dải đá ngầm kia là ai tại sao lại quá mức đáng sợ như vậy tại sao khi gã xuất hiện thì các lá cây sinh mệnh cổ thụ lại trở nên khô héo rơi canh đó chính là bất tử thiên dược mà các chí tôn trẻ tuổi đều bị dọa cho ngây người khó trách sẽ có nhiều cổ thú như vậy thần thoại bỉ ngạn của thiên dược nghịch thiên cỡ này hạ xuống tất nhiên đáng giá để thủ hộ đưa tới rất nhiều cổ thú chí cường sao lại như vậy chứ tất cả cổ thú này đều bị người ta nuôi dưỡng ở trong này hả nơi này là thần thoại cổ săn khu là nơi cổ thú tụ tập tất nhiên cần nuôi dưỡng chúng chẳng lẽ từ xưa tới nay đều như vậy qua một đoạn thời gian thì sẽ có cổ thần dược hạ xuống vậy sao thần thoại bỉ ngạn rất gần với thần linh quả nhiên là thần bí khiến cho người ta phải rung động trong vũ trụ hung ám một mảnh đá ngầm trôi nổi dường như đã tồn tại từ rất xa xưa, khó có thể đến gần. Đây là bỉ ngạn của thần thoại cổ vực hay sao? Chỉ có ánh sao mờ nhạt chiếu xuống, không thể chiếu rọi ra toàn bộ nơi này. Hư ảnh mông lung trên dãy đá ngầm kia là ai? Tại sao lại hiện ra ở đây? Đối mặt với gã, mọi người đều sinh ra kính sợ từ trong tâm khảm. Giống như đang nhìn thấy một vị cổ thần bất hủ, xương cốt đều đang phát rung, muốn quỳ sát xuống. Trên dãy đá ngầm, chung quanh thân ảnh mơ hồ của chư đạo cộng minh, thiên âm vang lên giống như một vị đạo tổ đang giảng đại đạo trong thiên địa, giải thích bí mật về trường sinh bất hủ. Cấp bậc của người này là không thể đánh giá được. Gã khiến tôi linh hùng người ta phải rung động. Mặc dù mạnh như là tứ lăng quân kim xà cũng không dám nói câu nào, chỉ đứng yên từ xa mà nhìn. Thần tục, thùng thiên thú, thánh linh, thực thiên thú, địa thi cũng trầm mặt. Đứng tại một nơi bình tĩnh quan sát. Người này rốt cuộc là ai, quá mức thần bí rồi mùi dược hương ập vào trong mũi trên bầu trời trong suốt sáng lạng thỉnh thoảng có cổ dược rơi xuống Dịp hàm mở tay ra có một gốc dược linh hai vạn năm bay đến có tử vũ bốc lên dừng lại trong tay của hắn thứ này có chút khó tin rất quỷ dị dược thảo này từ đâu mà đến chứ tại sao lại không ngừng từ trên trời hạ xuống nguồn gốc của chúng là ở đâu chứ bàn bác dùng linh giác cường đại tìm kiếm nhưng vẫn không có chút kết quả nào dược thảo sáng chói nhất tất nhiên là lá của sinh mệnh cổ thụ từng chiếc lá trong suốt phát ra tinh khí mênh mông khiến cho cả vũ trụ hắc ám cũng dần dần sáng lên theo chúng hóa thành một cái mảnh mưa ánh sáng rơi xuống hư không rồi phát ra một đợt đại chấn động các bá chủ thống lĩnh quân vương trong đám cổ thú thì tất cả đều đi tranh đoạt liều mạng giao chiến máu tươi không ngừng văng ra không riêng gì bọn chúng ngay cả lông mã cũng gia nhập vào trong tổng cộng có tất cả mấy chục chiếc lá của sinh mệnh cổ thụ mỗi một lá đều là báo vật, tỏa ra các luồng sáng rung động lòng người. Bàn bác cũng ra tay, đánh văng ra một con bá chủ cổ thú đang nhằm về phía mình. Sắp bắt được một chiếc lá rực rỡ, thì đột nhiên một bàn tay màu đỏ to lớn vỗ đến, kéo theo mùi máu tanh gây mũi, giống như một biển máu cuồn cuộn ập tới. Người dám! Bàn bác khẽ quát, gã bị trí tung trẻ tuổi huyết thú tập kích, muốn tranh đoạt cái chiếc lá này với gã hai người va chạm một chưởng phát ra các luồng sáng rực rỡ không gian nơi này lập tức bị xé rách hoàn toàn vỡ nát ra huyết thú cũng không hàm chiến bởi vì gã biết rõ ngoại trừ bằng bác ra diệp hàm có thể còn đáng sợ hơn nữa nó liền vọt qua luôn còn bằng bác thì vươn tay ra chụp lấy chiếc lá cây này để thu về huyết thú tuy rằng rời khỏi nhưng mà thân thể lại giống như một cái động không đáy hấp thu tinh khí khắp nơi muốn hút tất cả các loại cổ dược tiên diệp về mình trong lòng bàn tay huyết thú có một cái cổ bùn rất là nhỏ, chỉ cao có ba thức nhưng lại có thể nuốt cả vạn vật vô cùng đáng sợ. Nó mang dáng vẻ tang thương, trên bề mặt có khắc hai chữ bằng thái cổ thần văn, tụ bảo. Đây là tụ bảo cổ bùn, tuy rằng không phải là đế khí nhưng cũng phi thường thần bí, có thể nuốt các binh khí pháp bảo của địch nhân, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Chết tiệt! Bàn bác tức giận kêu to, chiếc lá kia mắt thấy sắp tới tay rồi, nhưng lại bay về phía cái tủ bảo bồn không phải chiến lực không địch lại đối phương mà là kiện bảo bối này khiến cho người ta rất bất đắc dĩ dịp hàm trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ nhanh chóng ra tay vận chuyển bí quyết chữ binh toàn thân phát ra từng đợt thần huy giống như có một cái bàn tay vô hình đang nắm lấy tủ bảo bồn các thiên dịp này đều bay ngược lại từ bên cạnh bảo bồn quay về hơn nữa trong bồn còn phát ra một tiếng vang nhẹ hai kiện thánh khí rất mạnh cũng rung động bị mạnh mẽ kéo ra Huyết thú rít gào một tiếng, trong mắt hung quang đại thịnh. Đây thực đúng là ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Đây là lần đầu tiên có người đoạt ngược lại bảo bối của nó. Đến ngay cả cái tủ bảo cổ bồn cũng rung động lên, thiếu chút nữa bị Diệp Phạm cướp đi luôn rồi. Nhưng huyết thú rốt cuộc cũng có tu vi siêu phạm nhập thánh, cực kỳ cường đại. Lòng bàn tay phát ra một luồng sáng, mạnh mẽ thu cái cổ bồn lại. Đột nhiên trên giải đá ngầm này tán ra một cổ khí tức tăng thương cổ xưa, rung động khắp tinh không. Ngoại trừ vài chiếc lá của sinh mệnh cổ thụ, đại đa số đều hóa thành một cái mảnh Quang vũ vần quanh mơ hồ kia, chư hùng cũng không dám vọng động. Đạo âm vang lên không dứt, mơ hồ thân ảnh kia miệng tụng chân kinh vang lên khắp thiên địa, giải thích các chân lý bất biến trên đời, khiến người ta phải động dung, chìm trong say mê. Hắn đang tụng thành đế cổ kinh sao? Trong lòng của bạn bác nhảy rộn, vô cùng rung động, gã nghe ra thanh đế diệu pháp là cổ kinh của yêu đế gã liền dụng tâm đi nghe đồng thời thần tộc sơn lam bốn vị lan quân kim xà tộc thái cổ thần ma hậu đại tan cổ cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn họ cũng nghe được các nội dung quan trọng trong bộ kinh văn này liền dùng tâm đi nghiền ngẫm kỳ thực không chỉ là bọn họ Mỗi người đều như vậy cả bao gồm rất nhiều cổ thú bá chủ thậm chí cả các sinh vật cổ không có tư cách đi tới gần thì cũng ở phía xa lắng nghe đạo âm tìm hiểu được đạo pháp của mình hắn đang tụng kinh của ta sao diệp hàm lộ ra vẻ kinh ngạc điều này rất là không có đạo lý rồi hẳn là chuyện không có khả năng xảy ra kinh của diệp hàm thuộc loại tự nghĩ ra còn chưa lưu truyền trên đời tại sao lại bị người này biết được chứ hắn thông qua biểu hiện của đám người bạn bác lông mã lập tức hiểu được người này tụng ra một loại chân nghĩa đại đạo không rõ ràng khiến cho mỗi người đều có cảm ngộ của riêng mình đây thật đúng là thủ đoạn khó lường mà xưng là nghịch thiên cũng không sai tuyệt đối thể hiện đạo hạnh cao thâm tới mức cực hạn nếu không sao có thể làm được như vậy đúng lúc này ngay cả hôi giao cấp đại thánh kia cũng hiện thân đứng ở cách đó không xa dụng tâm đi nghe toàn thân phát sáng hiểu được đạo của chính mình tang cổ địa thi đồng nghĩ vương thôn thiên cổ thú đều lần lượt thức tỉnh cũng hiểu rõ cái loại huyền bí này giống như dịp phàm, tất cả đều rung động. Dưới phiến tinh không này tụ tập nhiều cổ thú như vậy không phải là không có đạo lý, không chỉ cách mỗi đoạn thời gian có cổ dược hạ xuống, mà còn có người giải thích đại đạo, làm cho bọn chúng ngộ ra pháp môn của mình. Thần tri bỉ ngạn, một khi đạt tới có thể thấy được chư thần, sau một thời gian lại bắt đầu thỉnh thoảng hạ xuống bất tử tiên dược, chứng minh thần muốn thức tỉnh hay sao, muốn gặp chúng ta hay sao? Bá chủ trong số các cổ thú tự nói, nhìn chăm chăm vào thân ảnh mơ hồ trên dãy đá ngầm kia, dụng tâm nhằm hiểu rõ lĩnh ngộ về đại đạo này. Nơi này quả nhiên thần bí mà, trường tồn từ xưa tới nay, có rất nhiều điều khó hiểu. Bạn bác từ lâu đã thanh tĩnh nhưng vẫn đang lĩnh ngộ, tuy nhiên đã không rung động giống như vừa rồi nữa, mà đang nói chuyện với Diệp Phạm. Hơn 10 vị trí tôn trẻ tuổi đều âm thầm nghi hoặc, cảm thấy nơi này rất mù mịch. Mọi người đều buông ra thần thức nhưng lại không phát hiện được cổ dược từ nơi nào rơi xuống cả. Cũng không biết qua bao lâu, Thương ảnh trên giải đá ngầm kia đã biến mất, tiếng tụng kinh cũng ngừng lại, thiên địa khôi phục lại thanh tĩnh. Mấy chục chiếc tiên diệp bay về phía bốn phương tám hướng, dẫn tới một hồi huyết chiến. Đây là một cuộc đại chiến kịch liệt, bất kể là bá chủ hay là đại thánh như hồ dao hoặc là thiên kiêu vô địch như bốn lan quân kim xà tất cả đều lao tới tranh đoạt. Bàn bác, lông mã cũng cướp được một ít dược thảo đã lui ra phía sau, không muốn tham dự quá nhiều vào. Vì liều mạng huyết chiến cũng không phải là mục đích chân chính của bọn họ khi tới đây. Ngón tay Diệp hàm đang cầm theo một chiếc lá, dụng tâm đi cảm ứng, tin chắc rằng đây là lá của sinh mệnh cổ thụ, bởi vì hắn đã từng có được khi ở Vĩnh Hằng Cổ Tinh Vực đương nhiên đó là lá cây đã rụng xuống rất nhiều năm mà chiếc lá này lại mới từ trên cây rụng xuống rõ ràng cảm giác được hai loại có sự khác nhau diệp hàm lẩm bẩm chúng ta đến gần mục tiêu rồi cái gọi là cổ thụ hẳn lỡ ngay bờ đối diện thôi mưa máu bay tán loạn thay cốt chất thành núi cổ thú cuồng bạo rất nhiều bá chủ hạ xuống tham dự vào cái trận tranh đoạt đại chiến này ngoại trừ hôi giao ra các thú tôn khủng bố tại cổ săn khu cũng khiến cho bốn lan quân kim xà tang cổ địa thi thường tộc sơn lam đều không thể không tránh lui nơi này từ xưa đã là một loại thường địa là chỗ mà đại quân cổ thú đạt được chỗ tốt lớn kinh người sao có thể để cho người ngoại đến nhúng chàm bọn chúng đều đồng lòng đuổi giết những kẻ ngoại lai này trong quá trình này thỉnh thoảng có mấy vị chí tôn trẻ tuổi liên thủ với nhau giết chết mấy con bá chủ rốt cuộc hiểu được không ít bí mật đàn thú này tuân theo cổ huấn thủ hộ thần thoại bỉ ngạn cách một đoạn thời gian có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Cổ săn khu, nuôi dưỡng, thần chi bỉ ngạn, vân vân Những thứ này sống nhờ lẫn nhau, không phải là quan hệ độc lập. Nơi này là một vùng đạo thổ rất trọng yếu. Thần thoại bỉ ngạn tồn tại, hấp dẫn rất nhiều cổ thú quân chủ đến triều bái. Giải đá ngầm này là cầu nói với chỗ của chư thần, tương truyền nơi này có một mảnh thần linh hải. Một khi vượt qua, liền có nghĩa là đạt được thiên địa tán thành có thể được gặp chư thần, đại đế. Bờ biển bên kia chính là chỗ mà chúng sinh đều khát vọng đi tới. Sao ta không thấy có dùng biển nào như vậy vậy? Bạn bác nghi hoặc, bởi vì đã lục soát được trí nhớ trong đầu của vài con bá chủ. Tất cả cổ dược, tiên diệp đều đến từ một bờ biển khác là thứ mà chư thần ban cho. Khổ hải không xuất hiện, chỉ có người được chư thần tán thành thì mới có thể nhìn thấy. Mà muốn vượt biển đi tới bờ bên kia thì cần có tạo hóa lớn hơn nữa đại thánh hôi dao các cổ thú bá chủ thì đều đang đợi cơ hội này Diệp Phạm nói hắn hiểu được thêm vài thứ nữa trên mặt lộ ra vẻ trầm tư trên thực tế không chỉ là hôi dao đang chờ cho dù là tổ tiên của bọn họ trong năm tháng vô cùng vô tận này đã có rất nhiều thú tôn đến cổ săn khu nhưng lại không có bao nhiêu người đi tới được bờ bên kia cả ngoài ra từ trong thức hải của con bá chủ này dịp Phạm còn chiếm được một tin tức kinh người bên trong cổ săn khu có không ít cổ thú thấy được một cổ quan tài của thần linh vượt qua khổ hải đi tới một bờ khác sinh mệnh cổ thụ ở bờ đối diện của quan tài kia cũng trôi qua đó nữa xem ra không vượt biển là không được rồi nhưng mà làm sao mới thấy được biển đây dịp hàm trầm tư nơi đây rõ ràng là vũ trụ tinh không làm sao lại có thể có một mảnh thần hải được rất không phù hợp với lẽ thường làm sao mới có thể nhìn thấy đây làm sao mà qua được đây không lâu trước tại bờ đối diện kia có một sinh linh nổi điên lao ra trong tay nắm một cái nhánh sinh mệnh cổ thụ đáng tiếc không thể ngăn lại nó đã biến mất rồi đám người diệp phàm lại biết thêm một tin tức nữa chứng minh lời đồn tại hoàng kim thành là chính xác lúc này hôi dao và các thú tôn đang dựa vào điều này để tìm kiếm chỗ đột phá muốn vượt biển sang bờ bên kia một hồi huyết chiến dặn co suốt hai ngày hai đêm cuối cùng tất cả cổ dược tiên diệp cũng được phân chia xong thì mới kết thúc đám người diệp hàm chờ cơn phong ba này trôi qua một lần nữa quay về giải đá ngầm này nghiêm túc nghiên cứu tất cả tại đây tìm hiểu về bờ đối diện tìm kiếm khổ hải cùng với phỏng đoán thân ảnh mơ hồ kia rốt cuộc là gì rất giống như một hóa thần của đại đế cổ loại uy thế này không phải thường nhân có thể làm được đâu bàn bác nói người nói đúng đó là một vị thiên tôn tại thời đại thần thoại giải đá ngầm tại đây là đạo đài của hắn là chỗ hắn ngộ đạo hắn để lại các đạo ngân không thể xóa nhòa. Thần tộc thiên nữ Sơn Lam xuất hiện, nàng cũng đã trở lại. Thần tộc có không ít ghi chép về chư thần, tự nhiên cũng không thể thiếu các thiên tôn trong thời đại thần thoại. Nàng dựa theo những thứ tại đây, phỏng đoán được thân phận của bốn người mơ hồ kia. Nếu ta đoán không nhầm, nơi này đích xác có một mảnh khổ hải, là chư thần tạo ra, rất khó vượt qua. Mà tại bờ bên kia đúng là có một viên sinh mệnh cổ tinh. Sương Lam đưa ra suy đoán. Dựa theo lời của nàng, viên cổ tinh kia thuộc về thời đại thần thoại, ngăn cách với bên ngoài, có thể ẩn chứa thiên đại bí mật, từ xưa đến nay cũng chưa từng bị ở bên ngoài cảm giác được. Nơi đó hơn phần nữa là chỗ cực kỳ trọng yếu, bằng không cũng sẽ không dùng giải đá ngầm mà thiên tôn từng ngộ đạo làm cầu nối tới đó. Màn sương trong lòng đám người dịp hàm cũng tan đi một chút, nhưng vẫn có rất nhiều nghi vấn, chẳng lẽ bờ bên kia thực sự có chư thần đang sống trên đời sao? bọn họ cũng phỏng đoán rất nhiều thần thoại săn bắn khu là do chư thần tại bờ đối diện bày ra dùng để thủ hộ nơi đây mà cổ dược từ trên trời hạ xuống cùng các thần diệp thì dùng để nuôi dưỡng những cổ thú này để cho bọn chúng không bỏ đi tạo ra bút tích lớn như vậy chúng ta có thể được nhìn thấy chúng thần sao bàn bác kinh hãi bờ đối diện là một chỗ tồn tại chân thực không phải bịa đặt ra tục truyền nơi đó có chư thần sinh sống được một ít chủng tộc cổ xưa ghi lại trong hai tháng kế tiếp, phiến tinh không này cũng không bình tĩnh. Thỉnh thoảng có đại chiến phát sinh, sinh mệnh mất đi, máu tươi văng ra, trở thành cuộc biểu diễn rẻ tiền nhất. Đạo lý tại đây là cá lớn nuốt cá bé. Các thí luyện giả đều ở dưới kích thích muốn chứng đạo và gặp được chư thần nên liều mạng huyết chiến với các loại sinh linh, mưu đồ vượt biển. Đây là một thời đại khiến người ta trở nên điên cuồng, nhưng cũng là một thời đại rất ảm đạm. Cuồng hoang và bi ca cùng tồn tại. Bọn họ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, có lẽ cũng sẽ được nghe khúc nhạc buồn tiễn mình về cõi chết trên con đường tìm kiếm trường sinh. Bọn họ đều không thể tự kiềm chế được, gần như điều điên cuồng. Có lẽ ý nghĩa của sinh mệnh cũng vì điều chấp nhất này mà trở nên xinh đẹp hơn. Chưa từng có thời đại nào giống như ngày nay, rất nhiều thiên kiêu cùng cuộc khởi. Nếu trong quá khứ thì bọn họ đều đã trở thành kẻ thống trị các tộc rồi, một đời huy hoàng tuyệt đỉnh rồi. Nhưng bọn họ lại sinh ra trong thời đại này, đã được chú định là một thời đại hoàng kim, cũng dự báo cho một thời đại thi lương giết chóc tình cảnh cũng giống như mưa gió nổi lên thổi đám lá vàng bay tứ tán chỉ còn lại những cơn gió sắc lạnh như lưỡi đau nhìn chung từ xưa tới nay có rất ít thời đại xuất hiện nhiều chí tôn trẻ tuổi như vậy điều này làm cho người ta cảm thấy có chút không thực bọn họ đều là những kẻ có thiên tư ngút trời nhưng trong thời đại này đều có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào đại thế bi ca khi chiến khúc cuối cùng vang lên tất cả đều phải ngã xuống Ngã trên đế lộ, chỉ có một người có thể leo lên tới đỉnh Vinh Quang, thưởng thức sự tịch mịch muôn đời, nhìn các anh kiệt cùng thời đại bị hủy diệt thành bụi phấn. Trí tông chỉ có một, từ xưa đáng như vậy rồi, kiếp này dù có nhiều nhân tuyển, nhưng cũng chỉ đều là hư danh mà thôi, trường lai bọn họ sẽ chỉ là một sự bi thảm mà thôi. Thanh Hoàng Đậu Nhân cũng đã đến đây rồi, trong những người hộ tống tự nhiên cũng không thể thiếu hộ đậu giả sinh mệnh cổ thủ xuất thế thần dược bực này xuất hiện sao có thể thiếu được một số đại thánh không còn sống được lâu này ngưu ma vương thạch nhân tà thần đều đến đây ngay cả các cường giả như bọn họ cũng là lần đầu tiên tiến vào khu thần thoại cổ vực này đều không thể không cẩn thận tránh bị gặp nạn chư hùng đều xuất hiện các cao thủ thường xuyên lui tới cũng có đại quân cổ thú vượt qua vầm trời tất cả đều đang tìm kiếm khổ hải nhưng gần như lực cả cổ vực lên vẫn không có manh mối gì thậm chí có người bắt đầu công kích giải đá ngầm kia, muốn dựa vào điều này để dẫn ra dị tượng. Kết quả ngoại trừ đạo ngân do thiên tung trong thời kỳ thần thoại lưu lại bắn ra các luồng sáng rực rỡ, đánh chết kẻ xâm phạm thì đã không còn manh mối nào khác nữa. Khổ hải to như vậy đang ở đâu? Vì sao nhiều người tìm kiếm như vậy lại đều không có kết quả? Điều này khiến cho mọi người đều bất đắc dĩ, có lẽ đúng như trong truyền thuyết, chỉ có người nào được chư thần ưu ái thì mới có thể trong một ngày đột nhiên nhìn thấy một mảnh thần chi hải dương bước trên một chiếc thuyền nhỏ đặc biệt đi về phía bờ đối diện chỗ sâu trong tinh không một trận đại chiến kịch liệt đã đi tới giai đoạn cuối đáng thương và cũng rất đáng tiếc một thế hệ trí tôn trẻ tuổi đã chấm dứt tại đây thân thể khổng lồ cao mười trượng của hoàng kim cự nhân bị một cái đuôi màu vàng của kim xà nhị lăng quân đập trúng xương cốt máu tươi màu vàng bắn tung tóe nhiễm cả vùng tinh không này thành một mảnh thi lương chư hùng đều câm như hến nhìn thấy một bàn này đều lạnh từ đầu đến chân đây chính là hoàng kim hoàng tộc có huyết mạch thuần khiết nhất trong cự nhân bộ tộc chiến lược trên đời khó tìm địch thủ kết quả lại trở thành một đám xương trên con đường thành đế như vậy hoàng kim cự nhân trời sinh thần lực phi thường cường đại giống như tổ tiên từng khai thiên lập địa trong thời đại thần thoại có một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm nhưng chỉ sau hơn trăm hiệp thì đã bị đánh bại rồi con đường này cho tới bây giờ đều tàn khốc và huyết tinh một khi bị đánh bại thì khó tránh khỏi loại kết cục này rốt cuộc thì cũng bắt đầu có chí tôn trẻ tuổi ngã xuống rồi có người than nhẹ kim xà nhị lăng quân lúc này đang mang thương rắn chỉ dài hơn một trượng toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ đôi mắt lạnh như băng phun ra đầu lưỡi khiến da đầu mọi người rung lên Gã tung người lao ra, thân rắn màu vàng xuyên thủng hư không, lưu lại một đám người đang nhìn mà khiếp sợ. Nhìn tàn ảnh của gã, rất lâu sau cũng không có người nào nói cái gì. Hoàng Kim Cự Nhân bị giết rồi, chỉ vì trướng mắt khi thấy bốn vị lăng quân của Kim xà tộc ác nghiệt và bá đạo, nên mới chống đối bọn họ một câu thôi, đã bị Kim xà dị lăng quân đuổi theo giết chết rồi. Bàn bác rất nhanh thu được tin tức, nhanh chóng nắm chặt cái nắm tay lại. Gã Hoàng Kim Cự Nhân kia mấy ngày gần đây có quan hệ không tồi với bàn bác, từng đồng hành trong tinh không vài ngày. Không thể tưởng tượng được vừa mới kết giao đã bị người ta giết chết rồi. Dịp hàm cũng châu mày. Lúc trước ở Trưng Hoàng Lâu khi muốn chiến một trận cùng Thạch Nhân, cũng là Hoàng Kim cử nhân này khuyên can không để cho chiến đấu phát sinh. Tinh cử nhân có chút ôn hòa này không ngờ lại đột nhiên bị giết như vậy. Ngươi yên nghĩ đi. Tuy rằng ta và ngươi không có thăm giao nhiều, nhưng tính cách của ngươi rất hợp tính tình của ta. Thù này ta sẽ báo thầy cho ngươi. Bàn bác thì thầm ta đi hiện trường thấy dư âm cuộc chiến hoàng kim cự nhân tuyệt đỉnh cường đại nhưng mà vẫn bị kim xà dữ lan quân trong vòng trăm chiêu giết chết đủ để thuyết minh một ít vấn đề chúng ta phải cẩn thận hơn à lùng mã nói một câu cẩn thận hiếm thấy như vậy bốn vị lan quân kim xà tộc có thực lực nghịch thiên trong các chí tôn trẻ tuổi cũng là người nổi bật huống chi chọc phần một tên chẳng khác nào là địch nhân với cả bốn tên này ta đã nhìn thấy máu nhuộm cả tinh không thay đời đất cổ lỗ bờ đối diện đổ máu, vô tận anh linh đang khóc thân. Thanh Hoàng Đậu Nhân nói nhỏ, lão vốn đã phải tỏa hóa 500 năm trước rồi, nhưng lại kích phát tiềm năng cuối cùng trong cơ thể. Ngày nay sinh mệnh đã không còn nhiều, có sự thông linh lúc tuổi già hiếm thấy. Lão dùng bí thuật cổ xưa mà sống sót, ép trả ánh sáng huy hoàng cuối cùng trong đời. Ngày nay bất kể ăn thuốc bổ gì cũng đều vô dụng, chứng kiến một gốc không trọn vẹn trong tương lai khiến cho lão vô cùng sầu não. Tiên vào bờ đối diện Chi tùng trẻ tuổi đều phải chết không có mấy người còn sống được mà đáng tiếc cuối cùng vẫn không nhìn thấu không nhìn rõ ra rốt cuộc có tiên lộ chân chính hay không không biết hướng đi cuối cùng của hoàng kim đại thế này tìm được manh mối của khổ hải rồi có đại dương mênh mông vô tận ở một phiến hư không khác á đáng tiếc là chỉ có một chiếc thuyền nhỏ chỉ có mấy người có thể đi tới bờ đối diện thôi à và một ngày Tin tức chấn động tinh không truyền ra, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh hướng về nơi đó mà lao đi, đều muốn đánh ra một tương lai, đoạt được một hồi tạo hóa. Đây là một mảnh tinh vực tối đen, khuyết thiếu tinh tú, gần như vô cùng cô quạnh và ám đạm. Khi rất nhiều cường giả sát tiến vào, đột nhiên các loại đạo văn hiện lên, mọi thứ thay đổi, vật đổi sao dời, tràn ngập sát khí. Trong nhảy mắt, huyết vũ tinh phung, thi thể không trọn vẹn, nguyên thường bỏ chạy lên trời, toàn tinh vực trở nên đại loạn. Tại đây âm phong gào rít giận dữ, mưa máu đổ xuống, hàng loạt sinh mệnh bị mất đi. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ đã ngã xuống. Đây là một cái bẫy cực kỳ ác độc, muốn lừa gạt rồi giết tất cả chúng ta hay sao chứ? Chư Hùng không cam lòng, phẫn nộ trống to, liều chết mà lao ra ngoài. Nhưng trong cái sát trận đại thánh bốn tầng này không riêng gì bọn họ, cho dù có đại thánh chân chính đến đây cũng có thể phải nuốt hận. Các chí tôn trẻ tuổi lần lượt ngã xuống, lòng tước vũ cánh bay lên trời đáng tiếc chung quy cũng không thể trưởng thành đến đại thánh cảnh vỡ nát tang thành tràn ngập vẽ không cam lùng lần này đã có rất nhiều người chết những người còn sót lại đều bỏ chạy không cam lùng đến gần phiến tinh không kia à, thu gặt được nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy tương lai mà muốn vượt qua khổ hải đi tới bờ đối diện đây đều là thứ dùng để bảo mạng đúng không <laughs> một thanh âm khàn khàn vang lên trong bóng đêm, bốn vị đại thánh hiện ra. Trong đó một kẻ rõ ràng là hôi dao, ba kẻ khác lần lượt là kim thiền, thiên cổ, đại bằng, tuổi tác hơn xa hôi dao, đều là các sinh vật xưa nay rất thưa thớt. Đáng tiếc, những trí tùng trẻ tuổi kia chỉ có vài người đến đây, lại còn chỉ có một người tiến vào. Trên người bọn họ thật đúng là có không ít thứ tốt. Ta nghĩ rằng đằng xa trận đồ trên bốn con rắn kia có liên quan với cổ tổ của bọn chúng đó gà cái gì mà trí tôn trẻ tuổi chứ Năm đó chúng ta đều có thể lực áp những kẻ cùng thế hệ Ngày nay còn không phải bị nhốt tại đại thánh cảnh Chờ bọn hắn trở thành đại thánh rồi hãy kêu ngạo đi Phiến tinh không này bình tĩnh lại Chỉ có các thi thể lưu lại Tiên huyết chảy đầm đìa Thoạt nhìn rất kinh khủng Bốn thân ảnh này gặt hái sinh mệnh xong Cuối cùng cũng rời đi Chỉ trong chớp mắt Mà năm năm đã trôi qua phiến cổ vực này cho tới lúc này cũng chưa từng yên lặng càng có nhiều người tiến vào thần thoại cổ vực này đều đang tìm kiếm nơi mà chư thần sinh sống muốn vượt biển đi sang bờ đối diện nhưng vẫn không có chút manh mối nào nhiều thú tôn như vậy cũng đã hao hết tâm lực kết quả đều là không thấy khổ hải ở đâu cả sinh mệnh không còn bao lâu không thể tưởng tượng được ta lại sắp tỏ hóa tại nơi này trong tinh không thanh hoàng đạo nhân không buồn không vui ngồi xuống trên mặt rất bình tĩnh. Lão bắt đầu hóa đạo, rốt cuộc không chống đỡ được nữa rồi. Có thể sống đến bây giờ đã coi như là một loại kỳ tích rồi. Một vị đại thánh sống hơn 8.000 tuổi, xưa nay cũng không thấy nhiều. Phàm là tu sĩ dưới phiến tinh không này đều bị kinh động, cảm nhận được một loại dao động cực lớn. Đại đạo đang nổ vang, giống như thiên quân vạn mã đang tấn công, giống như vô tận sinh linh đang kêu khóc. Dịp phàm tự nhiên cũng bị kinh động, bay nhanh tới nơi đó hắn dự cảm được điều gì đó bởi vì trong năm năm này mỗi lần nhìn thấy thanh hoàng đạo nhân nghe ông ta nói chuyện giảng giải kinh nghiệm tu luyện đã biết là ông ta không còn sống được lâu nữa rồi quả nhiên là thanh hoàng tiền bối khi đi vào cái phiến tinh không này di phàm cảm nhận được một loại bi thương đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một trưởng giả hóa đạo chỉ có thể trơ mắt mà nhìn không đủ sức ngăn cản không thay đổi được kết cục này Ôi. Thành hoàng tiền bối rốt cuộc cũng ra đi rồi. Bàn bác cũng than nhẹ một tiếng, một vị trưởng giả hiền lành như vậy lại sắp chấm dứt sinh mệnh, cứ như vậy mà hóa đạo khiến người ta phải thương cảm. Không riêng gì bọn họ, rất nhiều người đều đuổi tới hiện trường nhưng cũng không dám đến gần, đứng cách rất xa. Nếu không sẽ bị liên lụy, sẽ bị hóa đạo theo. Thùng thiên thú, bốn lăng quân kim xà, thần tộc sương lam, tăng cổ, huyết thú, địa thi đều đến đây, cũng có rất nhiều cổ thú đang quan sát trong tinh khung. Ngụ Mà Vương, Bách Kiếp Đạo Nhân, Thạch Nhân, Hồ Giao, Kim Thiềm cũng đều tới. Bọn họ đều im lặng, mặc kệ là đối địch hay là cố nhân. Nhìn thấy Thanh Hoàng Đạo Nhân chuẩn bị rời khỏi trần thế, thì bọn họ đều là Đại Thánh, trong lòng cũng rất khó bình tĩnh được. Tu luyện đến cảnh giới này cực kỳ không dễ dàng. Đại Thánh không có kẻ nào là phàm tục cả, nhưng kết quả vẫn là công giả tràng. Cùng phàm nhân không có gì khác nhau sau khi qua đời cũng chỉ là một nắm tro một nắm đất vàng sinh mệnh không còn nhiều ta chỉ muốn nhìn thấy rô cụ có tiên hay không có trường sinh hay không khi hoàng kim đại thế này kết thúc rô cụ sẽ như thế nào trong khi đang hóa đạo thanh hoàng đạo nhân toàn thân phát sáng biến thành vô số điểm sáng bay lên bắn ra bốn phía lão không vui không buồn chỉ có một loại chấp nhất của một lão nhân có sinh mệnh không còn nhiều. Những người trẻ tuổi có lẽ không cảm nhận được, nhưng mà các đại thánh lại thấy chua xót. Lúc này đã không còn địch nhân, mà chỉ có đồng loại, tương lai bọn họ cũng sẽ đi tới bước này mà thôi. Tới lúc cuối cùng vẫn không biết thứ mà mình cả đời theo đuổi rốt cuộc có tồn tại hay không. Đối với bọn họ mà nói, thực sự là một nỗi bi ai lớn nhất mà. Thành hoàng đậu nhân rất bình tĩnh, nhưng mà những người khác lại biết rất rõ. Đó là sự bất đắc dĩ tới cỡ nào là bi thương tới mức nào chứ? Xin hỏi lên trời có tiên hay không? Thanh Hoàng đạo nhân chấp nhất hỏi, trong lúc hóa đạo, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên bầu trời, dường như muốn nhận được một câu trả lời. Câu hỏi này khiến cho các đại thánh thấy bi thương từ tận trong tim. Bọn họ vượt qua bao nhiêu chông gai, và ngàn đi đến bước này, nhưng lại kết thúc như vậy, dùng cả đời đi chứng thực cũng không có kết quả đa số toàn bộ các tu sĩ đều trầm mặt, nhìn một thế hệ đại thánh đang mất đi hóa thành các điểm sáng bay múa bay về phía bốn phương tám hướng không ngừng tan rã ta chỉ muốn nhìn một cái điểm kết thúc của con đường này rốt cuộc là có tiên hay không thanh hoàng đậu nhân nói nhỏ đôi mắt trở nên ảm đạm dừng tan rã trong ánh lửa lão không còn chìm nổi nữa mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng đột nhiên thân thể tan biến hóa thành một luồng sáng rực rỡ đó là một con phượng hoàng màu xanh cực lớn đang dễ tự trong thân thể vỡ nát ra ngoài hừng hực thiêu đốt lao về phía chỗ sâu trong vòm trời mênh mông đánh ra một kích cuối cùng trong đời trời sụp đất nứt vòm trời sụp đổ con phượng hoàng khổng lồ do ánh sáng hóa thành kia bị vỡ tan không còn tồn tại nữa trong tin không mênh mông chỉ vương vấn một câu này vẫn vô cùng chấp nhất đạo hữu ra đi bình an các đại thánh mặc dù là đối thủ một mức một còn là đại địch cái thế nhưng lúc này cũng đều ảm đạm tới đưa tiễn ông ta đột nhiên thiên địa dường như biến động có một hình ảnh kỳ dị chiếu xuống khiến cho rất nhiều người cả kinh kêu lên Chẳng lẽ trời xanh thấy thanh hoàng đậu nhân rời khỏi trường thế đã đưa ra một lời đáp lại, cho lão một đáp án sao? Mọi người đều khẩn trương chú ý. À, một con đường có tiên hay không vậy? Các ngươi nhìn thấy cái gì? Đó là khổ hỏi, biểu ngạn, manh mối nằm trong hình ảnh kia. Đó là một con đường hoang vu mà cô quạnh, không biết thông tới phương nào, dường như chưa từng xuất hiện bao giờ. Đây là đáp án mà trời xanh cấp cho thanh hoàng đậu nhân hay sao? không biết chỗ bắt đầu, không biết nơi kết thúc, thì tỉnh hoang vắng, không có bước chân. Đây là gì? Chỉ là một loại dự báo chật lóe qua mà thôi. Đáng tiếc thanh hoàng đạo nhân không thấy được, lão đã bị hủy diệt nát tan thành bụi rồi. Các điểm sáng và tro tàn rơi xuống vũ trụ, trở thành những hạt bụi. Đáp án mà dường như cũng không phải đáp án này không nói rõ cái gì cả. Hình ảnh biến mất, mà khổ hải trên đó càng trở nên rõ ràng hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng nước vỗ vào bờ. Màu nhớ kỹ khắc lại tất cả các đạo ngân Đây chính là manh mối đó Có người kêu lớn Điều này có liên quan đến chỗ mà chư thần sinh sống Quan hệ tới thành bại lần này Ồ, vừa thật vừa giá Dường như có thể xông vào á Có người cả kinh kêu lên Đến gần phiến khổ hải kia Hơi bước vào Chư đại thánh lộ ra dị sắc Rất nhanh tới gần Phát hiện đây là một mảnh hư không thiên vực Bị lực lượng hóa đạo mạnh mẽ mở ra Liên tiếp với một mảnh cổ vực khác không thể chân chính đi vào nhưng lại có thể thôi diễn ra tỏa độ nơi này chư hùng hợp lực ghi chép lại tất cả mọi thứ trong lòng tính toán xác định khổ hải đến tục cùng lỡ nơi nào ánh sáng lóe lên cuối cùng thì hình ảnh cũng đã biến mất vũ trụ khôi phục lại như cũ âm thanh sóng vỗ bờ cũng quay về hư vô nhanh đi mời thiên cơ thần sư tới thôi diễn khổ hải hẳn là có thể tìm được rồi thần hải che giấu thiên cổ này có lẽ sắp không còn là bí mật nữa rồi một đám người rời đi tinh không trở thành một mảnh ồn ào đa số cao thủ đều xông thẳng lên trời cao bay về phía xa có người đi mời cao nhân tới thôi diễn có người thì căn cứ vào manh mối trước mắt mà đi tìm bờ đối diện có thần linh sinh sống có sinh mệnh cổ thụ có quan tài chính lớp từ thời đại thần thoại tất cả những điều này đều là các hấp dẫn trí mạng khiến người ta không kiềm chế được mà như thiêu thương lao đầu vào lửa rất nhanh đám người biến mất chư hùng đã rời đi hơn phân nữa tiền bối lên đường thanh thản di Phàm bạn bác tiến lên đặt một cái đóa hoa trắng trong vũ trụ hắc ám này tiễn đưa thanh hoàng đậu nhân lên đường lão đạo là một người rất hòa thuận rất quan tâm tới bọn họ nhưng lại chấm dứt cuộc đời như vậy nhìn ông ta hóa đạo lại không có đủ sức cứu lại làm cho trong lòng bọn họ ảm đạm rất chua xót một vị đại thánh mà lại có kết cục đơn giản như vậy chung quy cũng là tro tàn mà thôi bốn con kim xà dài một trượng chống đuôi xuống đất thân hình đứng thẳng toàn thân phủ kính lớp vảy màu vàng lấp lánh phun ra lưỡi rắn khiến cho người ta không rét mà rung bốn vị lăng quân kim xà tộc đi tới thân sắc lãnh khốc ngẩng cao đầu lướt qua đám tro bụi bọn chúng có một loại uy nghiêm cường đại đến mức khiến cho rất nhiều tu sĩ sợ rung mọi người đều nhường đường cho bốn con kim xà này đây là uy thế mà chúng giết ra được ngay cả hoàng kim cự nhân cũng bị kim xà nhĩ lăng quân dùng trăm chiêu mà giết chết Ai dám cùng tranh phong nữa đây Người đang nói cái gì Bạn bác giận dữ Sớm đã nhìn bốn con kim xà này không vừa mắt rồi Lúc nãy muốn xông lên đánh một trận phân cao thấp Lúc này thanh hoàng đạo nhân vừa mất đi Thì bốn lăng quân kim xà đi xuyên qua Lời nói không mặn không nhạt Không có một chút tôn kính nào cả Làm sao không khiến bạn bác căm phẫn rồi được chứ Người đang nói với ta hay sao Nhị lan quân kim xà tộc dừng lại, lưỡi rắn phun ra thuộc vào, khiến người ta lông tốc dựng đứng, cặp mắt rất khiếp người, bắn ra từng tia sáng, hàng khí bức người. Còn Đáng kia cũng đừng có quá kiêu ngạo, bạn già nói cho người biết, người có thể ương ảnh trước mặt của người khác, nhưng ở trước mặt của ta thì tốt nhất nên biết điều đi. Bạn bác quát, hoàng kim cử nhân cùng gã của giao tình lại bị giết chết trong tinh không. Thành hoàng đạo nhân đức cao vọng trọng là kẻ mà gã kính trọng lại bị miệt thị, không đạt được tôn trọng. Làm sao có thể khiến cho gã bình tĩnh được? lưỡi rắn nhẹ nhàng phun ra thuộc vào có một luồng kim quang bắn ra giống như một giải tơ chém về phía đầu của bạn bác kim xà nhĩ lan quân một lời không hợp trực tiếp muốn giết chết người cho dù người là một thế hệ chí tôn trẻ tuổi trong hai mắt bạn bác có các luồng thần mang đại thịnh bắn ra một cái cột sáng hình rồng chém thẳng vào giải tơ kia trong hư không chạm vào nhau phát ra một luồng sáng rực rỡ cũng đắng nỏ nhà ngươi dám tập sát ta hôm nay ta sẽ đánh gãy xương cốt của ngươi lục da ngươi ra bàn bác phóng về phía trước chủ động tấn công thân thể kim xà nhị lăng quân của hình rắn nhẹ nhàng lướt đi xé rách hư không lập tức đã đi xa tận mấy trăm tới hơn một ngàn trượng đây chính là xà thuật tổ tiên bọn chúng là cổ thần xà vì hành là một loại bí thuật bản năng tối nguyên thủy của chúng có thể nói là cực nhanh xưa nay hiếm có người nào có thể sánh bằng kim xà nhị lăng quân lãnh khốc nói nghe không được đâu ngay cả toàn bộ thần viên bộ tộc trên cổ lộ cũng bị ta huyết tẩy sạch sẽ nhìn ngươi căn cốt bất phàm có nguyện đi theo kim xà bộ tộc của ta không tương lai sẽ cho ngươi tạo hóa lớn bằng trời nằm mâu đi bằng bắt rống to hai tay niết ấn phóng về phía trước tay trái xuất ra một con rồng tay phải dẫn theo một con phượng hoàng thoạt nhìn giống như là một yêu thần hạng lâm một con chân lông màu xanh đang quấn quanh tay trái một con tiên phượng đỏ tươi đứng trên tay phải mà vỗ cánh hai con cổ thú này đều lộ ra tuyệt thế sát khí hai ấn cùng hợp uy lực tuyệt luân ấn về phía kim xà nhị lan quân nhị lan quân màu vàng lắc đuôi thân rắn giống như một thanh kiếm tiên màu vàng chém xuống cắt rách hư không nó chỉ dại có một trượng nhưng so với một viên tinh tú đập xuống thì còn khủng bố hơn đây là một loại thanh âm có thể xuyên kim liệt thạch phá vỡ trời xanh đuôi rắn màu vàng vô kiên bất tồi va chạm với thanh long cùng thiên phượng mà bạn bác mang tới nơi này trở nên trời sụp đất nứt đuôi rắn màu vàng đã dập nát tất cả. Hai hư ảnh tiên linh này đều vỡ tan, không chịu nổi một kích tuyệt thế này. Nhị lăng quân màu vàng đống to, so với rộng ngâm chín tầng trời còn lớn hơn, lực xuyên thú cực mạnh. Thân rắn màu vàng trực tiếp quét ngang tới nơi này. Bàn bác động dung, hóa đạo chi trảm trong yêu đế cửu trảm được đánh ra, hướng về phía con thần xà tuyệt thế này. Trong ba con kim xà khác, trừ đại lăng quân ra, tam lăng quân và tứ lăng quân cũng xuất động, Hai tên này muốn tiêu diệt Diệp Phàm cùng Long Mã và 12 thánh giả có thể nói là tự phụ tới mức cực hạn. Dám cùng bổng tỏa tranh phong hả? Các huynh đệ cùng nhau lên đơn đã độc đấu với chúng. Lên! Long Mã kêu lên, mọi người nghe thấy mà choáng váng. Một đám xông lên đánh hội đồng như vậy, đây mà gọi là đơn đã độc đấu hay sao? Đương nhiên điều này cũng không thể trách Long Mã. 12 thánh giả thấp hơn vài cảnh giới nhỏ so với bốn lăng quân kim xà. Một chọi một thì hữu tử vô sinh, địch thủ quá cường đại, nếu muốn vượt cấp khiêu chiến thì căn bản là không thực tế. Diệp hàm ra tay, toàn thân kim quang vạn trượng, giống như 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, sóng lửa ngập trời, bao phủ thiên địa. Hắn giống như một tòa thần lưu khai thiên lập địa, chiếu rọi các luồng hào quang vĩnh hằng. Nắm đấm màu vàng rung trời, đầu tiên là cứng chổi cứng với kim xà tam lăng quân một cái. Rồi sau đó đuôi phải quét ngang vào kim xà tứ lăng quân, cuối cùng là đánh về phía trận chiến của bạn bác đây là một lần va chạm cực kỳ đáng sợ nắm tay màu vàng của dịp hàm cùng cái đuôi rắn màu vàng của kim xà nhị lan quân đánh cùng một chỗ tiếng dầu kích vang lên như kim loại đánh vào nhau phát ra âm thanh len keng đánh cho vũ trụ như rách ra trong nháy mắt này Diệp hàm đã lần lượt va chạm một kích với ba vị lan quân của kim xà tộc cả vùng thiên địa này đều cũng phải rung chuyển trong vũ trụ hắc ám xuất hiện từng khe lớn đáng sợ Thường năng cuồng bạo giống như biển gầm mãnh liệt Dịp hàm biến sắc, mấy con kim xà này thực sự có tiềm năng vô địch, có lẽ chính là những kẻ đáng sợ nhất trong các chí tôn trẻ tuổi, thực sự là quá cường đại. Không nói tới mặt khác, chỉ riêng thân thể của bốn con kim xà này thôi đã cứng rắn không hợp lẽ thường rồi. Có thể dùng thân rắn mà đánh nát binh khí của thánh vương cảnh, có thể cứng rắn va chạm cùng hắn. Kim xà nhị lan quân tránh khỏi bạn bác, nhìn chăm chăm vào dịp hàm, trong mắt có từng tia thần mang, nói ta thích đánh bại người khác trên lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Ai cũng đều nói là thánh thể nhân tộc của thần thể chắc chắn. Vậy thì hôm nay ta sẽ đập dỡ thân thể của ngươi ra. Nó tung người lao tới, cực kỳ tự phụ mà ương ngạnh xông lên như ngàn quân xung phong, thân trắng màu vàng giống như một sợi xích sắt, cuốn lấy dịp hàm muốn cắt đứt người hắn ra. Diệp hàm mở hai tay ra, phá trời mà lao tới, nghênh đón kim xà nhị lang quân, từng luồng sáng hừng hực phát ra. Thiên địa giống như một cái lò rèn phát ra âm thanh len keng rung động không ngừng, cực kỳ đinh tai nhức ốc. Đây là một hồi cuộc giao chiến tuyệt thế, nắm tay màu vàng và thân rắn cùng màu vàng va chạm lẫn nhau, giống như là thiên định thần cổ đang vang lên, chứng cho thần hồn người khác muốn vỡ nát ra. Bên kia bàn bác thì lao tới tam lan quân của kim xà tộc. Về phần kim xà tứ lan quân thì vẫn còn rất tự phụ, mang theo nụ cười lãnh khốc chủ động ép tới chỗ của lông mã, một trận chiến tuyệt thế chân chính chỉ là giữa Diệp hàm cùng kim xà nhĩ lăng quân Hai cuộc còn lại thì không có chút dao động khủng bố nào truyền đến cả Đi Đại lăng quân màu vàng hét lớn với ba vị đệ đệ của mình Tế ra một gốc xà trận đồ Thân rắn màu vàng xé rách vũ trụ, rời đi trước một bước dao động mênh mông của đại thánh phát ra Phân biệt từ hai hướng ập tới Tiêu diệt mấy vị trí tôn trẻ tuổi Bao phủ toàn bộ bọn họ vào trong đầu tiên xuất hiện chính là một hôi dao cũng không phải quá to lớn nhưng lại tản ra đại thánh thần uy nó đang ở lúc tuổi khí thịnh huyết khí mênh mông khủng bố ngập trời đây chính là thú tôn đã từng đánh một trận với bốn vị lan quân của kim xà tộc lúc này lại ra tay nhằm mấy vị chí tôn của kim xà tộc đồng thời trong lúc đó tại các hướng khác cũng có từng luồng kim quang bắn tới có cái giống như là một dải thiên hà đổ xuống cuốn về phía đám người diệp phàm bao la hùng vĩ vô cùng buông xuống chín tầng trời Dịp Phạm phản ứng cũng rất là thần tốc, bí quyết chữ hành bộc phát ra, hóa thành một mảnh kim quang lao ra, mang theo đám người bạn bác rời đi, trước tiên thay hình đổi vị, tránh thoát một kích tức sát này. Giải thiên hạ kia chính là một cái lưỡi dài đến mấy vạn trượng, từ trên bầu trời hạ xuống mờ mịt khôn cùng, hỗn độn khí và kim quang mênh mông đang vào nhau. Đây là thượng cổ thần ma dị chủng. Kim thiềm, nó đứng trên vòm trời, thân thể giống như một ngọn núi ma cực lớn, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Đáng tiếc một kích thất bại, đầu lưỡi của Kim Thiệm không quấn được Diệp Phàm vì hắn có bí quyết chữ hành, bọn họ đã chạy ra khỏi chiến trường. Diệp Phàm, bàn bác, long mã hóa thành vài tia sáng, chìm sâu vào trong một tòa pháp trận màu vàng, từ nơi này biến mất, ung dung rời đi. Mà mấy vị lang quân của Kim xà tộc thì cậy vào thân bí đạo khí là xà trận đồ, cũng bình an thoát vây, lần lượt chảy mất, chưa bị thương chút nào cả. Hồi giàu và kim thiện công kích thất bại, đánh vào vũ trụ, hủy diệt cảng lớn tinh không, rất nhiều tu sĩ không liên quan bị uổng mạng, máu tươi văng ra bốn phía. Chúng ta quay lại quá vội rồi, vậy mà lại không bắt được một tên nào. Hồi giàu lạnh lẽo nói, có chút không cam lòng. Dưới một phiến tinh không khác, bốn vị lang quân của kim xà tộc hội hợp đều không có việc gì, nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy kim xà nhĩ lan quân đang rung rẩy phần đuôi, nhẹ nhàng rung chuyển. Nhĩ ca nè, ngươi làm sao vậy? Kim xà tứ lan quân hỏi. Thánh thể nhân tộc quả nhiên là danh bất hư truyền, thân thể màu vàng thật sự là rất đáng sợ. Lần sau tuyệt đối không được tự cao như vậy nữa, phải dùng pháp lực mà ta am hiểu nhất cùng với đạo hạnh, tốc độ để đánh chết hắn, tuyệt không cho hắn một tia cơ hội nào. Nhĩ ca, ngươi bị thương hả? Tứ Lan Quân màu vàng khiếp sợ, từ khi xuất đạo cho đến nay, cùng thế hệ đã không người nào có thể đã thương được bọn họ. Từ trước đến nay đều chỉ có thể là bị họ giết chết thôi, mặc dù là các chí tôn trẻ tuổi của các tộc trên cổ lộ cũng không được. Không bị thương chỉ là đau nhất mà thôi, thân thể của ta phần đuôi này là yếu nhất, không nên cứng đối cứng dáng như vậy, lần sau trực tiếp xông lên dùng cổ thuộc đánh chết hắn thôi. Kim xà nhị Lan quân, lãnh khốc, nói Hết tập 344 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách DU.